và ngày hôm nay sẽ có một chàng trai bước tới ngôi nhà hương vị, lại đem một món ăn ngon và cũng sẽ thật là lầy lội với những thử thách mà Phương Lan và Ngọc Xuyên đưa ra. Sao em biết là người ta lầy lội, lỡ người ta sợ thì làm sao? Ê, kỳ ta lại đây. Anh sợ nó bể, anh sợ bông lắm. Sao anh thấy cái gì mà nó ướt hết không? Anh thấy rồi, đúng rồi anh. Trời ơi, đúng rồi. Tôi không dứt tay lên rồi kia. Tôi cũng đủ đẹp rồi. Tôi không cần làm phải. Sợ cái gì, nhưng mà em thấy là mỗi tuần nha, hai chị em mình càng có nhiều trò chơi với đó là bá đạo hơn để mà làm khó khách mời, đúng không? Đúng rồi, phải làm khó khách mời không quên được chương trình của mình chứ. Mà chị ơi, nôn nóng quá không đi, hai chị em mình dễ thương nè. Xanh xanh tím tím hả? Xanh xanh tím tím. À, màu tím là màu tím thủy chung, còn màu xanh là màu xanh hy vọng. Trời ơi, mẹ đặt riêng hai cái đầm này cho chị em mình bộ. Thì đó. Phải là nhà thiết kế riêng đó chứ phải dễ dàng mà có được hai đầm này đâu. Mẹ ơi, chàng trai ngày hôm nay là ai vậy mẹ? Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xu được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không mời khách mời của chúng ta đi nào. Wow. Anh mời luôn anh. Vô là kiểu anh mời cho tụi em vỗ tay giùm anh luôn hả? Anh quen rồi. Giọng anh nghe qua cái clip nó ấm áp quá vậy. À vậy hả? Mà thường cũng... là ca sĩ nó giọng cũng ấm như vậy phải không anh? À, không, ban nãy thì anh cũng hơi gằn giọng xuống một xíu. Ủa tại sao lại gằn giọng vậy? Giọng xuống vậy nè, cho nó men lên chút xíu. Chứ bình thường tại cái giọng cũng hơi cao cao. Ủa anh gằn lại cho nó men lên một chút hả? Ừ, cho nó gọi là cho nó ấm áp. Ủa là bình thường anh có men hả? Bình thường cái giọng anh cũng men nhưng mà nó hơi tông cao như vậy nè. À thôi kiểu vậy đó. Sao? Bây giờ hôm nay là anh đến với chương trình, anh có thể chào quý vị khán giả đi nè. Đầu tiên Triệu Lộc xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Trai Đẹp Vào Bếp. Chuyên nghiệp quá hả? Trời, ca sĩ mà kiểu vậy, kiểu nghe chữ đầu anh nói vẫn nghe mà. Nó vẫn nghe mà, người ta hay nói là ca sĩ nói giới thiệu không nghe được gì. Cảm ơn quý vị nhiều. Nhưng mà từ đó tới giờ là đã thấy anh trên truyền hình rồi, thấy anh là đi hát rồi, nhưng mà lần đầu tiên anh tới với Trai Đẹp Vào Bếp. Em không biết là những cái dòng nhạc mà thường anh yêu thích đó, nó là dòng nhạc như thế nào? Dòng nhạc sở trường của anh đó là hát ballad nè, trữ tình. Nói chung là nhạc chậm chậm nhẹ. Wow, vậy thì ngày hôm nay tụi xin mời anh tới với chương trình, anh hát rap được không ạ? Dạ, anh đọc cho tụi em nghe một đoạn rap được không? Kiểu rap á. Ayo, việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo, chẳng hứa xu được mây đen, nhưng bình yên khi bên em. Yeah, what's up, sao mình phải để cái gì nè, đó kiểu vậy nè, nó mới gọi là đúng với lại cái rapper. Wow, hay quá, nói chung là anh là hay kiểu trữ tình, mà hôm nay tới đây anh rap được. Bây giờ anh thử anh hát câu đó mà cải lương được không anh? Anh thử nha. Thử. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo, chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên em. Như đó là cũng được rồi, nhưng mà nghe hơi sượng. Em nghe lúc đầu là nó kể lương, lúc sau cái nó trữ tình nha, đúng không? Nó lái một cái cuốn bom. Bình thường là anh có hát cải lương không anh? Không, anh không hát cải lương. Nhưng mà nói nghe nè, anh đã coi chương trình này bao giờ chưa? Anh coi nhiều lắm. Wow, coi nhiều lắm hả? Đúng rồi, anh coi để mình biết là mình chơi như thế nào, để mình vô đây mình đỡ bị hại. Nhưng mà hôm nay anh đến đây là cái món ăn mà anh muốn nấu cho tụi em là món gì nè? Ngày hôm nay anh sẽ mang đến một món tôm rang muối. Vậy thì anh cũng đã coi chương trình rồi. Tôm rang muối hả? Mà anh muốn là nấu được cái món này thì anh phải vượt qua thử thách, đúng không? Thì anh mới lấy được cái nguyên liệu. Thì có vậy là Ủ cho em hỏi, nếu dù tôm rang muối anh tầm khoảng mấy con tôm? Khoảng 8 con tôm. 8 con tôm. Rồi, bây giờ nếu như mà anh tham gia trò chơi mà anh chiến thắng tụi em đi, anh sẽ được lấy 8 con tôm để anh rang muối. Rồi. Nhưng nếu như mà anh thua, anh chỉ được lấy cái hũ muối thôi. Vỏ tôm. Anh được lấy vỏ tôm thôi. Vỏ tôm rang muối à? Đúng rồi, tụi em lấy cái thịt tôm. Em chơi không? Chơi. 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 Vậy thì chơi à? Chơi à? Chần chừ gì nữa, mình vô luôn thử thách đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi là bẹo hình bẹo dạng. Nói chung là mỗi người đã có một cái lưới vào cái mặt như vậy là để cho mọi người không thấy được. Đó. Và với thời gian không quy định, mọi người cố gắng làm sao mà lúc lắc cái đầu. Đó, lúc lắc càng nhiều. Đó, cái đầu ở dưới đây có quả bóng khá là nặng. Làm sao cho nó đổ hết cái chai. Ai mà đổ chai nhanh trước thì người đó sẽ là người chiến thắng. Rồi không chưa? Và bây giờ đã sẵn sàng chơi chưa? Rồi, bây giờ mọi người vào vị trí à. 3, 2, 1, bắt đầu. Em thấy cái tay của ai là hư liền đó nha. Ủa mình còn hả? Đâu rồi? Quanh còn nha. Quanh còn nhiều lắm á. Ủa? Quanh còn nha. Hết chưa? Chưa nha, còn cái nha. Cái này nữa nè. Trời ơi. Còn nha, đây nè, bên trái nè ơi. Ê, sao cái tay vậy? Không được dùng tay nha. Đâu có thấy đường đâu. Không được dùng tay nha. Đâu có thấy đường đâu hả? Trời ơi. Còn nè. Không được dùng tay nha, không được dùng tay nha. Nè, bỏ cái tay lên nè, bỏ cái tay lên. Khó quá vậy. Rồi. Khó quá vậy. Nãy giờ anh đến anh ngã được mấy chai rồi. Anh ngã hết luôn rồi đó, mấy em dựng lên chứ. Em có dựng lên đâu. Rồi. Ở đây nữa nè. Hay quá. Nói chung là chị Xuyên là làm cho nó ngã từ nãy giờ luôn rồi. Mà tin anh là anh quá trời luôn. Mà cuối cùng anh vẫn còn 4 chai. Anh còn 4 chai. Anh còn 4 chai luôn. Trời ơi, 4 chai. Anh không thấy đường thiệt luôn hả? Thấy đường đâu? Không thấy đường thiệt luôn hả? Rồi, cái chai nó xếp 4 chai gần nhau dễ lắm luôn á. Em làm một cái nó kìa, thấy không? Em đổ trơn nè, đổ hết trơn. Nè, 4 chai của anh nè. Thiệt, em thề là em đứng đây em thấy rõ mồn một là anh còn 4 chai. Dạ không, anh có thể người quá mọi người. Anh coi chương trình là anh sẽ biết, thật sự em rất là thấy anh rất là nỗ lực luôn á. Nhưng mà thật sự là anh còn 4 chai. Anh mua. Cho nên là anh mua rồi, cho nên là bây giờ anh chỉ được cái vỏ tôm thôi. Rồi, vậy thì giờ xong mình nấu. Vỏ tôm á hả? Nói gì nữa? Vỏ tôm á hả? Để anh phải nấu rồi chứ sao giờ? Được luôn không à? Rồi. Thấy tôi hiền ăn hiếp không à? Với trò chơi này thì anh Triệu Lộc đã thua rồi. Vậy thì bây giờ anh chỉ được lấy 50% nguyên liệu thôi. Còn chân trời gì nữa, chúng ta hãy cùng với ca sĩ Triệu Lộc vào bếp. Và sau khi chơi trò chơi xong, bây giờ anh giới thiệu nguyên liệu để mà làm cái món tôm rang muối của anh cho khán giả biết đi nè. Ngày hôm nay món tôm rang muối thì thực phẩm chính chúng ta tôm ớt Đà Lạt nè, tôm khô nè, chà bông nè, đây là bộ chiên xù, hành phi và ớt bột. Rồi, mà hồi nãy thử thách anh thua nên tụi em xin phép lấy tôm ạ. Làm vậy không? Em lấy ớt bột ạ. Em lấy hành phi ạ. Em lấy ớt ạ. Rồi. Ủa? Vậy rồi mình làm tôm à, làm tôm khô chiên rang muối luôn. Cũng được á. Làm tôm khô rang muối luôn hả? Sáng tạo mà. Vậy đó hả? Trời ơi, chương trình làm khó quá. Trời, chắc chịu luôn á. Chấp nhận luôn hả? Giỡn thôi. Anh biết giỡn mà. Trời ơi, nhưng mà em thấy mà anh cam chịu quá à. Thiệt luôn á, giống như anh tính làm tôm khô rang muối luôn á. Rồi bây giờ nè, bây giờ làm lẹ nè, bây giờ điều đầu tiên là mình làm cái gì? Mình cắt tôm trước nha. Đúng rồi. Mình sẽ cắt tôm trước nè. Bao tay. Đây bao tay, đó. Đây, bao tay. Ở nhà có hay nấu ăn không anh? Thi thoảng nấu thôi. Thi thoảng nấu hả? Thi thoảng nấu vậy chắc là phải có một người nào đó nhà người ta nấu sẵn hết cho anh rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Là ai vậy anh? Có cô giúp việc đó. Gia đình có điều kiện. Nhà có điều kiện. Chị em cũng đang đăng ký làm giúp việc á. Nhà anh có muốn giúp việc theo giờ không ạ? Nhà giúp việc theo giờ mà. Ủa vậy luôn hả? Có mật thư của mẹ. Mẹ có nói chuyện được với người nhà của Triệu Lộc. Nghe nói khi xưa Triệu Lộc bay bướm lắm. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Là sao? Anh bay bướm lắm hả? Ý là sao? Ý là hồi xưa là anh hay hái hoa bắt bướm mà hay là sao? Hay là anh thích chơi hoa với thích nuôi bướm? Nuôi bướm. Nuôi bướm. Ủa, nuôi bướm hả? Tại vì em nghe xưa giờ là người ta nuôi thú cưng. Có nghĩa là nuôi chó, nuôi mèo hay nuôi cắt kè, nuôi thằn lằn. Chứ không có ai mà nuôi thằn lằn. Là chị nuôi à? Cái con gì á mà nó dài dài vậy này nha. Kỳ nhông. Kỳ nhông, đúng rồi, kỳ nhông. Chứ không ai mà nuôi bướm. Còn nuôi thằng Lằn là chị nuôi nha. Dạ em mới lạ. Ủa anh thích nuôi bướm. À có nghĩa là anh thích nuôi bướm xong rồi anh thích nhìn những con bướm nó bay. Nhưng mà như vậy có khi nào là mất tự do của nó không anh? Tại vì con bướm á ít nhiều nó cũng phải đi hút nhụy hoa rồi này nọ kia. À không, con bướm này của anh nó cũng ít bay lắm. Em thắc mắc là con bướm nó ăn cái gì anh? Nó cũng dễ ăn lắm em. Nói chung là mình cho nó ăn cái gì nó ăn cái đó à. Trời ơi. Ừ, nó rất là đặc biệt, nó rất là dễ chịu, nó dễ ăn lắm mà nó cũng không có ít bay nữa. Nó ăn được ớt Đà Lạt không anh? Nó có hay ăn món tôm rang muối này của anh không? Không, ví dụ anh làm tôm rang muối thì nó ăn muối, anh tốt. Đúng không ạ? Anh cho anh làm tiếp đi. Ok, bây giờ mình sẽ chiên tôm ha. Anh ơi, bướm nhà anh biết ăn tôm không ạ? Bướm nhà anh hả? Ăn tôm được. Ăn tôm được luôn hả? Ăn cá heo được, nhả xương không anh? Ăn cái gì cũng được hết, nhả xương luôn. Trời ơi, ăn cá nhả xương luôn. Đúng rồi. Bữa nay có thể mời em và chị Xuyên qua nhà anh để tụi em chiêm ngưỡng con bướm của nhà anh. Được rồi anh này, em nghĩ là hơi nhiều dầu quá rồi đó. Không nữa em. Tại vì là mình chiên phải giòn. Đúng rồi, nó phải ngập dầu phải không anh? Mình để cho chảo dầu nóng xíu rồi mình cho vào. Vậy thì trong lúc mình chờ dầu nóng thì mình rang khô cái này đi. Rang khô cái này trước đi để một hồi nữa mình xong rồi cái mình xay. Ủa cái này là cái gì ta? Chà bông. Chà bông cũng phải rang nữa hả? Đúng rồi, mình rang cho nó nóng khô để cho nó nóng tí xíu đúng không? Rồi, anh ơi, thực ra chảo nó cũng chưa nóng lắm. Anh thích nồi bếp nhưng mà những cái kỹ năng này là anh thường xuyên lắm. Ủa, kỹ năng thường xuyên hả? Anh có học mà, anh được học mà làm bếp. Anh được học làm bếp trước khi đi anh làm ca sĩ mà. Đầu bếp coi như là nổi tiếng nhất Việt Nam á. Wow, vậy là anh thừa hưởng được bao nhiêu phần trăm từ thầy của mình? Dạo này anh có hay đi hát không anh? Dạo này hả em? Dạ. Nhiều lắm á. Nhiều lắm. Đúng rồi. Vậy là thời gian tính ra mình cũng chỉ kèn dạng ăn cơm hàng cháo chợ nhiều đúng không? Không có thời gian ở nhà nấu ăn đúng không? Không có em, anh cũng có người mang cơm đến cho anh đó. Cô giúp việc anh, cô giúp việc theo giờ. Anh không có thời gian để mà ăn luôn á. Ủa anh ơi, cái ớt chuông này thì mình sẽ làm như thế nào ha anh hả? Cái ớt chuông đó mình sẽ xắt ra em. À xắt ra vậy em sẽ xắt giùm anh luôn ha cho nó nhanh ha. Em xắt giùm anh đi. Rồi bây giờ em nghĩ là anh vớt tôm ra là vừa rồi đó. Bây giờ tôm chín rồi đó. Rất nhanh, tôm rất nhanh chín. Đó, theo kinh nghiệm của anh chỉ cần một chút xíu thôi ha. Anh tắt bếp trước khi mà tôm sôi luôn, tức là khi mình tắt bếp rồi xong rồi mình để một tí xíu nữa là nó chín vừa tới. Đó, tôm nó sẽ giòn đó, thấy chưa? Nó bóng bẩy luôn á, thấy không? Có mật thư. Đây là MV mới của Triệu Lộc. Wow, tình cốc à. Là sao vậy anh? Anh ơi MV mới ha anh, của Trang hả? Cái này hả? Cái này là anh bạn diễn của anh thôi. Cái này anh vào vai cô Long á. Anh vào vai cô Long? Ừ. Tại sao anh lại vào vai cô Long? Không có đạo diễn, kiểu đạo diễn người ta không biết. Thế mà anh có nét cô Long. Đúng rồi. Không biết vì sao người ta chọn mình. Thì mình đọc kịch bản mình cảm thấy ổn thì mình nhận vai thôi. Và anh cảm thấy là anh thực sự hợp với vai đó không? Anh cảm thấy cũng ok. Anh hóa thân và cũng rất là nhập vai. Cái này là MV là bài hát đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, anh có thể hát một đoạn chút xíu trong cái MV này được không? Nếu là cô Long thì lúc đó cái kiểu cái hình thể mình nó sẽ như thế nào anh? Tại vì em nói là lúc đó thấy vậy đúng không? Cái điệu bộ của anh. Đúng rồi, kiểu cô Long là sẽ hay có hai cái dây kiểu hay người ta như vậy nè. Rồi mình thử. Nhưng mà bây giờ anh không có thì nó cũng hơi khó hình dung xíu nha. Không sao, tụi em đã hình dung được ạ. Ok. Việc của em là yêu anh. Có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen. Nhưng bình yên khi bên em. Anh cho em nói nha. Cái lúc quay đó là người ta có vẽ móng tay cho mình không? Làm móng tay luôn. Không, cái đó nó có cái tà dài cái gì nè. Mình phớt cái này là không sao. Sau này nếu như mà ví dụ như tụi em mà ví dụ có một cái dự án nhưng mà có da cô Long anh em mời anh đóng nữa không? Ok, anh đóng chứ. Nếu như em cho tin tưởng anh ha. Thế gì tụi em không mời anh đóng cô Long, tụi em mời anh đóng cô giáo. Cô giáo hả? Bà chị của cô Long, cô giáo. Cái vai diễn thì là như vậy nhưng mà anh phải đọc kịch bản. Phải đọc kịch bản. Anh cảm thấy kịch bản ok, anh cảm thấy kịch bản hay thì anh mới nhận nha. Ok. Bây giờ em cắt cái ớt hạt lựu này. Cảm ơn. Bây giờ mình sẽ xay cái hỗn hợp này lại với nhau. Hỗn hợp. Vậy thôi em đổ đây vô đây luôn nha để không xay. Đúng. Đó. Ok. Wow, mình xay hết cái này luôn hả? Để hồi nữa mình rang. Cái này là cái gì vậy? Bột chiên xù á chị. Bột chiên xù á em. Mình phải cho muỗng bột nêm vào. Muỗng bột nêm. Xong rồi em trộn lên giùm anh nha. Thêm muỗng đường nữa. Đó, mình thêm muỗng đường nữa. Sẵn anh lấy em cái muỗng kia luôn đi để em múc vô đây. Ok. Rồi. Đây, muỗng đây. Rồi, anh múc này vô đây đi. Anh trộn lên cái này. Ủa, cái này mình gọi là muối ha anh. Đúng rồi, trường hợp muối khi mình xay, chắc xay cái chà bông này ra nè. Nó đây sẽ, mình nó đang cũng sẽ mặn một mặn. Cái hỗn hợp muối rất là đặc biệt. Rồi. Xong, bây giờ mình sẽ xay ha. Rồi. Mình sẽ cho vào mình xay. Wow. Đó. Wow. Trời đó. Rồi, nghệ nè. Hay quá. Rớt cái cười. Ừ, em tự rớt bằng cái cười luôn nè. Xay nè. Wow, hay quá. Nó không có được đều lắm cho nên mình phải gỡ ra mình lắc tiếp nè. Đó, lắc như vậy. Mình cái này là mình phải có học thầy có khác. Mình phải kết hợp thêm một lớp bartender nữa. Cái này có bartender. Đúng rồi. Nó kỹ năng nó nhiều lắm. Bây giờ mình đã xay cái này xong rồi mình làm gì nữa anh? Bây giờ mình sẽ xào tôm với lại hỗn hợp này nữa là xong. Vậy thì đơn giản quá à. Món này quá đơn giản. Nhanh luôn. Thôi bây giờ mình ra mình chơi một trò chơi nữa đi. Mình thư thả đi, mình chơi trò chơi xong mình vô mình xào mình ăn. Chính xác. Đúng rồi anh. Anh sợ hả? Trời cái mặt sợ. Có ai hại với anh đâu, từ nãy giờ trò chơi quá nhẹ nhàng. Lúc đầu anh vô đây anh tin hai chị em mình lắm. Đúng rồi, anh chơi một trò chơi xong anh bớt tin liền. Nhưng mà bây giờ anh chơi đi, anh có niềm tin lại liền. Thiệt. Hứa không hại anh. Hứa không hại anh. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách thứ 2. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi được mang tên hỏi nhanh đáp đúng. Trò chơi này rất là đơn giản thôi. Khi mà em đọc một câu thơ thì anh và bé Lan có nhiệm vụ là sẽ nối tiếp cái câu thơ còn lại sao cho đúng. Hoặc là em hát một cái câu hát và anh sẽ hát tiếp theo cái câu đó còn lại là câu gì. Nếu như anh Triệu Lộc trả lời đúng thì bé Lan sẽ bị cái mâm này tung lên đầu. Còn nếu như anh Lộc trả lời sai thì đương nhiên là cái mâm này sẽ tung lên đầu anh Lộc thôi. Và ngược lại. Đơn giản đúng không ạ? Đúng rồi. Trò chơi rất là rõ ràng đơn giản. Anh đã hiểu luật chưa? Anh đã hiểu luật chưa? Hiểu rồi, okay. Rồi. Vậy thì bây giờ ai sẽ là người muốn trả lời đầu tiên nhỉ? Em à. Em hả? Em à. Rồi. Được rồi, chúng ta lady first anh ha. Ok. Rồi. Đầu tiên chị sẽ dành cho bé Lan một câu về thơ ca. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Đúng không ạ? Chưa ạ, em xin lỗi cái này là bị lỗi kỹ thuật ạ. Em chưa có nói đúng hay sai thì chừng này em nói, ví dụ như em nói sai em tung vào đầu ai thì tung lại giùm em và tung thật mạnh nha, đừng có tung nhẹ em kiểu là em phải tung lại đó nha. Rồi, và cái câu trả lời của bé Lan hoàn toàn chính xác. Và bây giờ hãy tung lên đầu anh Triệu Lộc một cái thật mạnh đi ạ. Hay quá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đáp câu hỏi của anh Triệu Lộc. Ok, lần tới anh không? Gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, dập dìu tài tử giai nhân. Vâng, mời anh. Câu tiếp theo là gì ạ? Đua nhau chen chúc. Đúng rồi, dập dìu là phải đua nhau. Đúng rồi, dập dìu thôi mà. Đua nhau chen chúc, lễ hội vui xuân. Thật là hay luôn á. Nếu mà tác giả người ta mà nghe được cái câu mà thơ anh đáp lại á, người ta sẽ buồn lắm. Tại vì anh đáp hoàn toàn sai bét rồi. Xin mời ạ. Ủa gì kì vậy? Xin mời. Dạ, đúng rồi. Trời, hay quá. Thay vì bây giờ anh làm tôm rang muối đi, bây giờ mình lấy anh Lộc chiên xù. Đúng rồi đó, anh cũng cảm tưởng vậy đó. Tí nữa lăn xuống đây luôn nè, anh nhúng bột. Rồi, bây giờ sẽ đến với câu thơ dành cho bé Phương Lan. Sao anh không về chơi thôn vĩ, nhìn nắng hàng câu nắng mới lên. Mời em. Nhìn nắng hàng câu nắng mới lên. Mà nắng lên thì cái vườn ít nhất nó cũng phải mướt mát đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc. Tại vì những cái câu thơ này rất là đơn giản luôn mà nếu mà không biết á, thì gọi là mình bỏ qua cái thời đi học của tụi mình rồi. Không thể nào sai được, bởi vậy là phải tôn anh Triệu Lộc thôi. Anh ơi, chảo dầu cũng còn đang nóng quá anh. Mình vô thôi, mình vô luôn đi ha. Vô luôn đi. Anh ơi, chưa xong rồi. Chứ bây giờ anh chưa đủ nhúng bột hay sao? Em nghĩ là thơ ca là thế mạnh của bé Lan rồi. Mà để anh Lộc một mình chịu phạt thì cũng không được. Bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái chủ đề mới là chủ đề ca nhạc là thế mạnh của anh Triệu Lộc. Để cho bé Phương Lan cũng biết được là cái mâm nó tung như đồng nó đau như thế nào á. Tiếng đàn mình chung cho nó vui em ơi. Rồi. Những lúc gặp nhau anh đâu nào có biết, có những hờn ghen nhỏ nhỏ. Trời ơi hay quá. Giống như là cái mâm này nó chờ sẵn là anh trả lời đúng là nó chỉ cần tập vô đầu bé Lan thôi sao? Dạ cái mâm này vô là lớn không nổi luôn nha chị. Chưa kịp nói gì hết là nó đã bụp rồi. Bây giờ tới bé Lan ha. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian xưa đi mau xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi thế thì đã xa rồi. Bạn bè ơi, bạn đâu đấy? Vậy thì con chưa nói tiếng cười. Anh ơi, nỗi nhớ. Anh sai luật rồi, anh sai luật rồi. Anh đang song ca với Lan mà. Không 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 cần. Bây giờ ngồi xuống. Anh đang song ca với Lan bây giờ. 2, 3, smile. Trời ơi, đổ gì mà đổ? Hôm qua có một bên người anh Triệu Lộc à? Sao phải đổ đều lên người chứ? Không, chị phải hỗ trợ. Thì đó. Và bây giờ em sẽ đọc và anh hát theo ha. Nhưng đâu đó nụ cười chất chứa muộn phiền. Hả? Em hát hả? Em hát á hả? Cái gì vậy trời, bài gì vậy trời? Em có biết đâu, em có biết hát đâu. Đâu phải bài nào em cũng biết hát. Thì thôi em còn đọc được. Chất chứa muộn phiền. 5, 4, 3. Bài gì? Bài những muộn phiền đó chất chứa rồi. Xuống rồi, chứ bao nhiêu đó xuống rồi. Trời ơi, em hát. Để em quên, bài này em biết, em hát lại nha. Nhưng đâu đó nụ cười vẫn chưa muộn phiền, ánh mắt sâu nỗi buồn xa xa. Em ơi. Đó, yeah, trời. Yeah, tự nhiên em quên. Tại sao cái kiểu mà những đâu đó nụ cười chất chứa muộn phiền. Anh Thời là anh không biết bài gì luôn á. Dạ. Hay quá. Đó. Vậy thì trò chơi đã kết thúc rồi đúng không chị ơi? Có kiểu không? Không mà em xin nhường cái phần thắng này cho anh Triệu Lộc à. Em nhường luôn ạ. Thôi rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nấu ăn tiếp theo của anh Triệu Lộc. Và trò chơi thứ hai cũng kết thúc rồi. Sẽ không còn một cái trò chơi nào nữa để có thể làm khó anh Triệu Lộc được. Nói giỡn chứ còn 2 trò chơi nữa chơi không? Còn 2 trò chơi nữa hả? Thì hồi nãy ăn bột, có giờ cho ăn hành nữa. Ăn hành nữa hả? Là để đủ luôn để cho nó người anh nó vừa đủ thơ vỏ lên chiên luôn. Dạ, thôi bây giờ mình làm liền đi anh ha. Bây giờ mình làm cái gì nè? Bây giờ mình sẽ xào ớt Đà Lạt với lại bơ, ớt chuông với lại bơ. Rồi. Rồi khi mình cho vào như thế này mình cũng phải ngoáy lên. Nếu như mình không ngoáy lên thì không thể nào mà nó chín đều được hết. Ủa là làm gì mình cũng ngoáy hết. Có vẻ là anh thích ngoáy hả? Cái kiểu nó phải vậy em. Được cho anh, em thấy nó nóng được rồi đó. Ok. Lại có mật thương của mẹ rồi. Vậy là mình tắt bếp. Mẹ thấy Lộc làm cái mấn tóc hơi cao con à. anh thấy mẹ để ý hơi kỹ. Thấy mẹ để ý hơi kỹ. Ủa nhưng mà anh Lộc ơi, có nghĩa là anh đi diễn anh hay để cái kiểu tóc này hả? Đúng rồi, kiểu tóc. Nên là thường ca sĩ là người ta sẽ để cái màu. Không, cái kiểu tóc này là một kiểu tóc gọi là nó là gắn liền với tên anh đó. Tên tuổi của anh đó. Kiểu tóc nó. Đúng rồi, anh là mở màn cho trào lưu để bồng ca. Đúng rồi, anh tạo trend mà. Là anh mỗi lần mà nhắc tới Triệu Lộc là người ta sẽ nhớ tới một người đàn ông có cái mấn cao. Cái này không phải gọi là cái mấn, nó gọi là kiểu nó hơi gọi là cái mái hiền á, cái vòm lên, một cái vòm lên. Mà để mình tạo được cái kiểu tóc như vậy á thì nó cũng hơi công phu chút xíu. Đó, xong rồi đến lúc nhưng mà cái này là mấn bình thường nhất chưa? À cái bờm mái hiên bình thường nhất chưa? Mái hiên thường thôi, mái hiên thường. Đúng rồi, mái hiên thường, còn có những loại mái hiên nó sẽ không vuốt lên như thế này. Sẽ có những mái hiên nó đặc biệt hơn nữa. Hay quá, hay quá. Thôi bây giờ là mình để cái tôm ra món. Em tự nhiên em thắc mắc là cái mái hiên mà mình để mình đi ra đường nó vậy nè. Ví dụ như mình chảy, ví dụ như em tưởng tượng không, hình dung là ví dụ mình chảy hai máy đúng chưa, sau cái mình chảy ra như vậy nè, cái nó dính lên vậy đó, gấp ra nha. Rồi, để dẹp cái này để không thôi bác không mình tạo điểm mà mình lấy điểm trong mắt mẹ em mà đó, mình gọi là đảm đang đó. Đây tên món tôm rang muối đã hoàn thành. Mùi đã rất là thơm rồi. Còn chơi trò gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức thôi. Thôi bây giờ thì em xin phép anh thưởng thức cái món nãy giờ anh nấu nha. Ok, anh mời. Mời em. Ngon quá. Muối này rất là ngon luôn, đúng không? Ngon quá. Ừ. Hơi cay cay. Ừ. Cắn thử cái cay cay. Muối này lạ ghê á. Bây giờ em hỏi một tí xíu nha. Thì khi mà mình đã lập gia đình rồi thì cái công việc mà giữa việc anh đi làm và để quán xuyến cái công việc gia đình để mà phụ cho vợ của anh đó có quá nhiều không? Đôi khi mình có bị áp lực hay không? Đôi khi cũng cảm thấy hơi gọi là hơi bực mình một xíu. Có thể là tức là bực mình cũng vừa lo cho công việc. Sợ rằng là cái công việc của mình nó sẽ không kịp cái deadline, nhưng mà tất cả mọi thứ thì anh đều cố gắng sắp xếp thật là tốt giữa cái công việc cũng như là cái việc gia đình. Em hỏi tí xíu là có khi nào nha, ví dụ những cái ngày quan trọng đi, ví dụ như làm ngày quan trọng của vợ đi, hay là vô tình ví dụ như đó công việc nhiều quá, có bao giờ anh quên hay không? Hay là mình phải chấp nhận là mình phải để cái ngày đó mình bù đắp xong rồi mình phải hoàn thành công việc trước? Anh không quên. Không quên hả? Anh là được cái vậy á. Nói chung thì mình sẽ ưu tiên, bây giờ mình sẽ set up trước, mình sẽ biết cái ngày đó thì mình sẽ chừa ra và mình sẽ... Em hỏi tí xíu là bây giờ mình cũng là ông bố bỉm sữa rồi, thì không biết là cái cảm giác mà anh chào đón cái thiên thần đến với gia đình mình lúc đó như thế nào? Tuyệt vời lắm. Chúc mừng anh. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến đây cùng trò chuyện nè, rồi đem một cái món ăn mà nó đối với em là nó khá là lạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Triệu Lộc ngày hôm nay. Ủa anh nói gì vậy? Anh tính làm MC luôn á. Anh tính nhép trên cái giọng. Rồi anh nhép em ha. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã dành thời gian đến với ngôi nhà của tụi em. Chúc cho anh sẽ càng ngày càng thành công hơn trong công việc của mình. Rồi chúc cho gia đình nhỏ của anh nè, cha con của anh sẽ gọi là trộm vía, mong ăn trông lớn. Và gia đình của anh sẽ càng ngày càng hạnh phúc và nhiều niềm vui hơn nữa. Cảm ơn Xuyên, cảm ơn Lan ngày hôm nay đã hại anh tới bờ như vậy. Nhưng mà em nghĩ là một kỷ niệm đáng nhớ của anh đó với chương trình. Vượt qua những cái khó khăn đó để mà mình cuối cùng mình có được một cái món ăn nó cũng gọi là nó khá là hài lòng, đúng không? Yeah. Thì nó cũng xứng đáng thôi mà đối với hai người đẹp này. Cảm ơn anh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.